Cách để làm slime trong suốt. Slime trong suốt, đôi khi còn được gọi là slime thủy tinh lỏng, là một dạng sáng tạo của thế giới slime, vì bạn có thể nhìn xuyên qua loại slime này nên sẽ rất lý tưởng khi dùng để chơi hoặc là thêm phụ kiện trang trí. Nếu như bạn muốn tạo ra slime hoàn toàn khác với loại quen thuộc, thì slime trong suốt chính là một sự lựa chọn thú vị để có thể thay thế cho các loại được làm từ keo sữa. Nguyên liệu slime trong suốt có hàn the 1/2 cốc 120 keo trong suốt, 1 cốc 240 nước nóng, thêm 2 thìa canh 30 ml nước ở nhiệt độ phòng, 1/2 thìa cà phê, 2.5 ml hàn the. Slime trong suốt không có hàn the, 100 ml keo trong suốt, 200 ml nước nóng, thêm 600 ml nước ở trong nhiệt độ phòng, 30 ml dung dịch nước muối, 6 gram muối nở. Làm slime trong suốt có hàn the, 1. Pha dung dịch hàn the, lấy một bát nhỏ khuấy đều hàn the vào trong nước nóng cho đến khi hòa tan và nước trở nên trong suốt, để dung dịch sang một bên. 2. Thêm keo trong suốt vào trong một bát khác. 3. Khuấy 1 thìa canh nước vào trong hỗn hợp keo. 4. Thêm khoảng 4 thìa cà phê dung dịch hàn the vào keo. Khuấy đều hỗn hợp slime của bạn sẽ bắt đầu vón lại và dính vào dụng cụ khuấy. 5. Thêm dung dịch hàn the nếu cần. Chỉ thêm mỗi lần 1 thìa cà phê, thêm quá nhiều sẽ làm cho slime bị cứng. 6. Bắt đầu nhào slime bằng tay. Nếu như slime quá dính, bạn sẽ cho thêm dung dịch hàn the. Nếu như slime quá cứng thì hãy cho thêm keo. 7. Chơi với slime trong suốt. Bảo quản slime trong túi nhựa hoặc là hộp đựng kính khi chơi xong. Slime được bảo quản càng lâu càng trong suốt. Làm slime trong suốt không có hàn the. 1. Khuấy nước nóng và muối nở. Cho muối nở và nước nóng vào trong bát rồi khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn. Đặt hỗn hợp muối nở sang một bên để có thể chờ nguội. 2. Đổ keo trong suốt vào trong một bát khác. 3. Thêm nước ở nhiệt độ phòng vào trong bát. 4. Thêm dung dịch nước muối. 5. Khuấy đều những nguyên liệu. Sau khi khuấy xong, hỗn hợp vẫn có thể lỏng nhưng đặt lại. 6. Đổ hỗn hợp keo vào trong hỗn hợp muối nở. Đảm bảo nước đã nguội vì bạn sẽ cho tay vào trong hỗn hợp nên đừng để bị bỏng. 7. Cẩn thận khuấy hỗn hợp muối nở bằng tay. Nếu như không muốn làm ướt tay, bạn có thể dùng dụng cụ khuấy slime. 8. Lọc hỗn hợp muối nở vào trong một bát khác. Bạn có thể dùng lại một bát đã pha hỗn hợp keo để có thể đựng hỗn hợp muối nở nếu như muốn. 9. Chơi với slime trong suốt. Lấy slime ra khỏi bát rồi kéo giãn, nhào vào bóp. Bảo quản slime trong túi nhựa hoặc hộp kính khi chơi xong. Lời khuyên, nếu như muốn sáng tạo, bạn hãy thử thêm vài thứ vào trong slime như đồ chơi nhỏ, kim tuyến hoặc hạt. Sau khi chơi với slime trong một khoảng thời gian, bạn sẽ thấy slime nổi bong bóng. Việc này là bình thường mặc dù sẽ ảnh hưởng nhẹ đến độ trong suốt của slime. Để cho slime trong vòng khoảng từ 2 đến 3 ngày cho đến khi hết bong bóng. Nếu như thấy slime vẫn còn mờ đục, bạn sẽ chờ thêm vài ngày nữa. Đảm bảo slime được đặt trong một hộp kính. Đừng chơi slime liên tục trong khoảng thời gian dài từ 45 đến 60 phút, kẻo slime bị khô và cứng. Cảnh báo, đừng thêm quá nhiều hỗn hợp hàn the trong phương pháp đầu tiên để tránh làm cho slime bị cứng. Những thứ bạn cần: bát, dụng cụ khuấy và thìa, vài cái bát để đựng riêng hỗn hợp hàn the với muối nở.